Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 30 tháng 5, khi tổ công tác của đội cảnh sát giao thông đường bộ số 15, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ 3, thị trấn Đông Anh thì phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe ba bánh tự chế chở gạch đang lưu thông nên ra hiệu dừng xe để kiểm tra. Lúc này lái xe đã dừng phương tiện theo yêu cầu của tổ công tác nhưng ngay sau đó đã bất ngờ tăng ga bỏ chạy, đâm trực tiếp và ép đại úy Đỗ Đức Thắng, cán bộ tổ công tác vào xe ô tô cảnh sát. Vụ việc khiến đại úy Thắng bị thương nặng. Ngay sau đó đại úy Thắng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Hiện tại sức khỏe đại úy Thắng đã dần ổn định.